Xin chào mọi người nha. Thì buổi sáng hôm nay mình đi vô rẫy phát cỏ, còn ít thời gian á, mình tranh thủ ủng thủ mấy cái đám này nè. Mấy đám này có cỏ, với lại hôm qua trời nó mưa, hôm nay trời nó mới nắng lên được tí á, mình tranh thủ vô đây mình đi ra cúc. Đó, thì cái đám này cỏ nó mới héo héo nè, người ta mới xịt thuốc á, người ta mới xịt thuốc xong. Thì tại vì nó còn đang còn hơi vàng vàng á, khô, chắc nghĩ là cái đám nó có cúc nhiều. Thì hiện tại mình đang đi vòng vòng kiếm cái chỗ nào đẹp á thì mình đặt. Đám này cỏ, cây này là đám điều màu người ta chỉ không có xịt thuốc sơ qua thôi, người ta không làm sạch sẽ. Cúc nó hay ở mấy cái đám này á. Mình xài xài xuống đây thử coi, đây có cúc nào ở đây không? Bên kia thì cỏ đang còn tươi. Đó, bên đó cỏ đang còn tươi á. Để em đặt thử đám bên này nha. Nếu được đám bên này thì mình không có thì qua đám bên kia. Đó. Nếu đám này không có thì mình qua chỗ đám đó có thử đi có. Thì bên này cỏ không? Gai không? Này gai, gai mất ấy không? Khó làm bẫy á. Toàn là gai thôi. Để em qua đám này. Đám này thì không có gai, mà cỏ cao hơn. Đám này thì cỏ nhiều, cỏ xanh, không có gai. Nhưng kia cỏ nó khô mà gai nhiều quá, không làm được á. Để em đặt thử cái đám này nha. Thì mình để đây rồi bắt đầu mình làm mình sẽ làm chỗ phủ loa phủ đồ, mình sẽ làm đường của cái chỗ mình đặt bẫy. Thì mình để máy đây nha. Mình đã đặt xong cái bẫy đây nè. Nãy giờ mình ngồi khá lâu rồi, cỡ được nửa tiếng rồi mà cúc nó chịu về. Này, mấy bộ cỏ mình nhổ rồi. Ai mà đi bẫy cúc như mình thì chắc cỏ cái này khỏi phải phát. Có mấy bộ cỏ to không mà mình nhổ bay lên luôn á. Thôi chắc cái này không có đâu, mình sẽ dời bẫy qua chỗ khác nha. Tại vì trên đây cũng có nhiều người họ đi bẫy rồi á. Nói chung còn nhưng mà nó đa số là nó nhát, với lại đa số cúc nó bị bể nó gì vô á. Để mình dời bẫy qua chỗ khác nữa. Mình dời bẫy qua chỗ khác không đặt. Đây nè, nãy mình đang đi bẫy cúc á. Mình phát hiện ổ chim cúc đây nè. Phát hiện ổ chim cúc nằm làm đây nè. Đó, ổ chim cúc là mình trồng này, nó làm ổ bên ngoài nè. Còn nó bịt kín mít luôn. Nếu bình thường nhìn mất bình thường thì khó phát hiện ra nó. Đây nè. Đó, ổ chim cúc kia. Đây nè, đó, trứng của nó đó. Được 3 ổ, 3 trứng luôn. Đó thấy không? Thì hồi nãy cái đám này nè, có người họ phát cỏ á. Đó, họ đang phát cỏ á. Sợ này bị động, chim nó bay ra ngoài rồi. Hồi nãy mình đi vòng vòng bẫy cúc thì mình đi tình cờ mình thấy ổ nó đây. Ổ này khó phát hiện lắm nha, nếu mà đi nhìn sơ qua thì không giờ phát hiện ra được ổ chim đâu. Nè, đó, trứng bên trong á. Đó, thấy không, mọi người thấy trứng chưa? Đây nè, nó được 3 cái trứng. Đó, 3 trứng chim á. Đó, 3 trứng đó. Thì chắc mình cũng đi vòng vòng mình để lại ổ này cho nó ấp thôi, chứ mình cũng không có bắt ổ nó làm gì hết. Mình đi lên mình gỡ bẫy của mình về thôi. Đi cũng sáng giờ,
sáng thì mình có đi phát cỏ mà tranh thủ đi bẫy cúc á, mà nó cúc người ta bẫy nhiều quá nó bị bẻ, nó có về mà nó không có vô. Thôi mình để lại cỏ chim đó, để em lên mình gỡ mấy cái bẫy mình về thôi, cũng đã trưa đã muộn rồi. Nói chung mình cũng cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã xem video của mình và cho mình like rồi á, mình cảm ơn mọi người nha. Đây chắc mình cũng video đây thôi, mình đi về đó, nên mình gỡ mấy cái dàn bẫy của mình ở trên này nữa.